Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kinh hoàng ổ dịch Đà Nẵng rụng rời phá sản hàng không. Tính đến 12 giờ trưa ngày 23 tháng 8 năm 2020, Việt Nam đã có 1.014 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán với 26 người tử vong và số lượng này tăng lên mỗi ngày. Và Đà Nẵng là một ổ dịch lớn nhất nước với 379 ca nhiễm, chiếm 37% tổng số ca cả nước. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 là ngày ghi nhận Việt Nam vượt mốc 1.000 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh chụp màn hình tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam tính đến 12 giờ trưa ngày 23 tháng 8 năm 2020 do Bộ Y tế cung cấp. Từ khi làn sóng viêm phổi Vũ Hán trở lại Việt Nam từ hạ tuần tháng 7 cho đến nay, dịch bệnh đã khởi phát từ Trung Quốc đã xuất hiện tại 15 tỉnh thành Việt Nam và đại đa số các ca nhiễm đều có liên quan đến ổ dịch ở Đà Nẵng. Trên bảng dữ liệu của Bộ Y tế Việt Nam, tỉnh thành có nhiều ca nhiễm thứ hai sau Đà Nẵng là Hà Nội với 156 ca nhiễm, theo sau là Quảng Nam với 101 ca và Thành phố Hồ Chí Minh với 78 ca. Tốc độ lây lan và tính chất nguy hại của dịch bệnh rất đáng lo ngại. Chỉ trong không đầy 4 tuần, từ ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 23 tháng 8, số ca nhiễm đã tăng thêm hơn 500 bằng cả 7 tháng trong đợt đầu tiên của dịch bệnh. Còn về số tử vong thì rất rõ, từ không có trường hợp nào trong gần 7 tháng qua, ca tử vong đầu tiên được ghi nhận hôm 31 tháng 7 và từ đó đến nay số người chết đã tăng thành 26 người. Từ ngày 22 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 210 về việc thành lập bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng tại Cung Thể thao Tiên Sơn để thu dung điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở đây. Theo đó, bệnh viện dã chiến là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng có quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có 300 giường. Nhân lực điều động tương ứng với số bệnh nhân đảm bảo yêu cầu điều trị ở đây. Và hiện nay Đà Nẵng vẫn đang nằm trong tình trạng cách ly xã hội. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng ở phường An Hải Bắc xử phạt các trường hợp vi phạm cách ly xã hội phòng chống viêm phổi Vũ Hán. Vào sáng ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động bình thường nhưng không được dừng, đỗ để đón trả khách tại ga Đà Nẵng. Biện pháp này cũng được áp dụng đối với các tuyến xe khách liên tỉnh, xe chở khách theo hợp đồng đi qua thành phố Đà Nẵng. Và biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đã tiếp tục được áp dụng nghiêm ngặt tại Đà Nẵng. Một trong những biện pháp này là đi chợ theo phiếu ngày chẵn lẻ, được triển khai từ ngày 12 tháng 8. Mỗi hộ gia đình ở Đà Nẵng được phát 5 phiếu và cử người đi chợ 3 ngày một lần. Đà Nẵng cũng thực hiện nghiêm việc giãn cách tiếp xúc giữa quầy với quầy và giữa người với người, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào chợ. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn áp dụng mức xử phạt nặng đối với vi phạm cách ly xã hội. Cụ thể, hành vi đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, trong thời gian áp dụng cách ly xã hội có thể được xem xét áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo hai trường hợp. Một là cảnh cáo hoặc phạt tiền 100-300.000 đồng với hành vi không thực hiện biện pháp cách ly bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Căn cứ vào các văn bản pháp lý, Đà Nẵng đã thống nhất các trường hợp thực sự cần thiết đi ra ngoài bao gồm mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn và làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao tại các cơ sở. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở thành phố Đà Nẵng, từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, các địa phương đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán đối với 561 trường hợp với số tiền gần 600 triệu đồng. Trong đó chủ yếu là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định hoặc là tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết. Và ngoài Đà Nẵng, tỉnh Hải Dương cũng đã từng có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn vào hồi trung tuần tháng 8 vừa qua. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào của thành phố Hải Dương vào tối ngày 13 tháng 8 năm 2020. Hôm mùng 5 tháng 8, ông D, 45 tuổi, thường trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, công tác tại Cam Ranh, Khánh Hòa, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám trong tình trạng ho, sốt cao. Tại đây, ông tiếp xúc với nhiều người trước khi được xác định là bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán số 751. Ngay sau đó, 7 y tá, bác sĩ được xác định là F1 phải cách ly tập trung.
Vào ngày 11 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã quyết định tạm dừng tiếp nhận người bệnh điều trị nội trú. Đến nay, các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân số 751 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với viêm phổi Vũ Hán. Tiếp đó là trường hợp bệnh nhân số 867 phát hiện dương tính tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 8, nhưng quê quán, làm việc và lịch trình chủ yếu ở Hải Dương. Sau cuộc họp khẩn vào tối ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Hải Dương trong thời gian 15 ngày, áp dụng tính từ ngày 14 tháng 8. Và đến chiều ngày 14 tháng 8, tại cuộc họp chỉ đạo về phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán ở Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, qua theo dõi cho thấy 3 ca mắc mới tại Hải Dương liên quan đến quán ăn Thế Giới Bò Tươi ở Hải Dương. Vì vậy, nguồn lây cho bệnh nhân số 867 là từ Hải Dương lên Hà Nội chứ không có nguồn lây từ Hà Nội. Cũng trong cuộc họp chiều ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Bộ Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã được khống chế, ổ dịch ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp vào ngày 20 tháng 8 năm 2020. Về tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện tại, các trường hợp nghi ngờ ở hai địa phương này đã được truy vết và cách ly lấy mẫu triệt để, tiến hành xét nghiệm với số lượng mẫu lớn. Và trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới giảm rõ rệt, có thể tình hình dịch ở hai địa phương này đã được khống chế. Và những ngày tới, Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn có thể ghi nhận những ca mới rải rác trong cộng đồng. Và chúng ta phải tiếp tục truy vết, kịp thời phát hiện ca mắc mới để kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Và Bộ Chỉ huy Tiền phương của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cũng đã rời khỏi địa phương vào ngày 21 tháng 8. Đối với ổ dịch tại Hải Dương, với thời điểm ngày 20 tháng 8 đã ghi nhận 12 trường hợp. Tất cả đều liên quan đến nhà hàng Thế Giới Bò Tươi, chủng virus lây bệnh tương đồng với chủng virus tại Đà Nẵng. Ngay từ khi ca bệnh đầu tiên khởi phát, tức là từ ngày 8 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế đã phối hợp với địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch. Hai ngày 19 và 20 tháng 8 đã không phát hiện thêm ca mới, có thể nói ổ dịch tại Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát. Kinh nghiệm từ thành phố Hải Dương cho thấy, ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng, nếu chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan y tế triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, thì sau hơn một tuần có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng sự việc không chỉ dừng ở đó. Làn sóng viêm phổi Vũ Hán lần thứ hai đã thực sự quật ngã ngành hàng không Việt Nam. Đây là hình ảnh Việt Nam có 4 hãng hàng không nội địa gọi là Vietnam Airlines, Vietjet Airlines, Jetstar Pacific và Bamboo Airways. Các hãng hàng không Việt Nam đã có công văn kêu cứu gửi lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đề nghị chính phủ cho vay ngay gói tín dụng 25.000 đến 27.000 tỷ đồng, tức là tương đương từ 1,1 đến 1,3 tỷ đô la để giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán. Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu trực tiếp lên Thủ tướng trong tình trạng tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng, mặc dù đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại như cắt giảm tổng chi phí từ 50 đến 70% so với cùng kỳ năm trước, đàm phán với các đối tác giãn nợ, giảm lãi vay, bán bớt máy bay và chuyển nhượng tài sản, giảm lương nhân viên và giảm giá vé. Cũng theo đánh giá của các hãng hàng không, nếu đến năm 2024 lưu lượng hàng không mới có thể hồi phục như mức vào năm ngoái, thì hàng không Việt Nam sẽ thiệt hại trên 4 tỷ đô la trong năm nay. Kể từ cuối tháng 7, khi ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên xuất hiện trở lại ở Việt Nam, nhu cầu đi lại và du lịch bằng đường hàng không đột nhiên giảm sút, dẫn đến tình trạng mất doanh thu vào mùa cao điểm, tức là mùa hè của ngành hàng không. Trong đơn kêu cứu, các hãng hàng không còn đề nghị Thủ tướng kéo dài miễn giảm dịch vụ hàng không cho đến hết năm 2021 và giảm 50% các loại phí dịch vụ hàng không khác. Và Hiệp hội cũng đề nghị chính phủ cho phép mở lại đường bay tới các quốc gia được xem là đã kiểm soát được đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cho phép khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch. Khi gặp khó khăn thì chúng ta đã thấy Đảng và Nhà nước dường như không giúp gì được cho cuộc sống của người dân và các doanh nghiệp tự bươn trải. Và có thể thấy con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của nhà cầm quyền tại Hà Nội còn rất mờ mịt và nhiều chông gai, trở ngại, bất ngờ. Và vị thế của Đảng cũng vì thế ngày càng vô nghĩa trong lòng dân tộc nếu không tích cực giúp đỡ cho người dân và các doanh nghiệp đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020 với bản tin Kinh hoàng ổ dịch Đà Nẵng, rụng rời phá sản hàng không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de